Trong nhiều năm vừa qua, định giá của điện thoại đang ngày một tăng cao. Chẳng hạn như Samsung vừa ra Galaxy S23 Series mức giá là trên 20 triệu đồng. Xiaomi lại ra Xiaomi 13 Series mức giá là trên 22 triệu đồng. Bỏ tiền qua ra thì khoảng tầm là trên 18, trên 19 triệu đồng. Nhưng mà bù lại anh em sẽ được gì? Đó chính là việc camera của máy cực kỳ ấn tượng và được đầu tư từ hãng, từ Samsung, từ Xiaomi. Nhưng mà mức giá cao làm cho người dùng khá là e ngại cho một chiếc điện thoại Android, đúng không nào? Và ngay trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một con điện thoại mà đến bây giờ dùng nó vẫn còn tốt về đầu ra, về camera, nhưng mức giá của nó lại rất là hơi và dễ tiếp cận đến người dùng chúng ta, đó chính là Google Pixel 6 Pro. Và vì sao mình nói như vậy thì nhớ xem hết video này nha. Mình là Trương Anh, đây là Viettablet, nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video này, hiện tại bên mình Google Pixel 6 và Google Pixel 6 Pro đã về hàng và máy sẽ là máy la new 99%, với giá là cực kỳ hời đến cho anh em luôn. Đặc biệt nếu như anh em muốn biết của bên mình sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày vào hàng tiền 100% đến luôn cho anh em. Bên cạnh đó, nếu như anh em đã cực kỳ quan tâm đến dòng điện thoại Google Pixel, dòng iPhone, dòng Samsung thì mình sẽ để ngay đường link của Telegram Viettablet bên dưới. Click vào tham gia nhóm để có ngay một chiếc điện thoại iPhone, một chiếc điện thoại Samsung, Google Pixel mức giá tốt nhất và hời nhất đến cho anh em nha. Thật ra mà nói thì Google Pixel 6 Pro không còn quá xa lạ với người dùng chúng ta, nhưng mà mình nghĩ rằng con điện thoại này vẫn xứng đáng để anh em xuống tiền, bởi vì những gì mà nó mang đến cho anh em thực sự ấn tượng, và nó sẽ là một khái niệm định nghĩa lại về camera tele là như thế nào. Thế nào là điện thoại chụp ảnh bằng camera tele? Bởi vì sao? Bởi vì con điện thoại này không có zoom là 30x, cũng không có zoom lên đến là 100x, nhưng mà khả năng zoom của nó thì thực sự ấn tượng, bởi vì những cái đầu ra ảnh chụp của nó không làm cho bị vỡ hạt, bị bể hình ảnh, mà nó còn làm cho ảnh rất là chất lượng luôn, và bạn có thể đăng tải ảnh zoom lên trên mạng xã hội, bởi vì công nghệ AI đã can thiệp vào ảnh zoom làm cho ảnh được tái tạo tốt hơn về độ chi tiết, về độ nét, và quan trọng là màu sắc cho ra cực kỳ ấn tượng, như là bạn đã chụp ảnh tự động. Và vì sao mình nói như vậy? Đây là một vài bức ảnh mình đã chụp bằng chế độ zoom, và bạn nhìn nè, bạn nhìn xem, bạn tưởng tượng như là mình đã chụp ở chế độ tự động, nhưng mà thật ra mình đã đứng rất là xa ở cái điểm chụp này. Và điều kiện thứ hai mình sẽ chia sẻ đến cho anh em, đó chính là điều kiện ngược sáng. Thì với điều kiện ngược sáng này thì mình thấy rằng cái phần phơi sáng đằng sau, phần background á, nó sẽ làm nhẹ đi, làm dịu đi về cái nguồn sáng, làm cho ảnh cho ra nó không bị quá gắt so với thực tế. Nhưng mà có một điều mình muốn chia sẻ đến cho anh em, đó chính là công nghệ AI nó sẽ can thiệp vào, nó sẽ phơi sáng đi những vùng tối, và nó sẽ có hai cái điều mình chia sẻ, đó chính là ưu điểm và nhược điểm. Về ưu điểm thì nếu như bạn chụp ảnh ở nhiều cái chi tiết hơn, ví dụ như là chụp ở xe nè, ngoài đường nè, hay là chụp trong nhà nè, thì cái độ phơi sáng của nó sẽ làm cho ảnh nó tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như bạn chụp ảnh ở những cái chi tiết nó phức tạp hơn, như là về tán cây, thì nó sẽ vô tình phơi sáng đi phần tán cây, làm cho nó bị cháy đi một chút xíu, và đây là ảnh nó bị cháy một chút xíu bởi vì AI can thiệp vào quá nhiều. Và để khắc phục điều này thì bạn có thể chạm vào cái nguồn sáng và kéo sáng, kéo nhẹ xuống một xíu, kéo thanh EV xuống một xíu, làm cho cái màu sắc nó dịu hơn, và nó sẽ tránh cái việc mà phơi sáng đi cái phần tán cây, làm cho ảnh là bị cháy sáng và ảnh hưởng đến trải nghiệm khi anh em chụp ảnh ở trên con điện thoại như thế này. Đến với điều kiện thiếu sáng thì mình có chụp thử ở trong nhà những cái vùng rất là tối và chụp vào ban đêm cho các bạn thấy nè. Vào ban đêm ảnh phơi sáng đi rất là tốt, và quan trọng là những cái chi tiết tối ở trong nhà, các bạn nhìn là bức tranh rất là tối luôn, và xung quanh các bạn tưởng tượng nó là một cái màu đen luôn, nhưng mà mình tưởng rằng ảnh cho nó sẽ vỡ hạt. Tuy nhiên con điện thoại này lại làm rất là tốt, bởi vì nó vừa làm cho ảnh không bị vỡ hạt, vừa làm cho ảnh nó mang đến độ chi tiết cao ở phần bức tranh, và quan trọng là cái đằng sau bức tranh nó sẽ có độ bóng nhẹ, làm cho bức tranh nổi hơn so với bức tường, và điều này làm cho ảnh cho ra nó thật sự ấn tượng với mình. Mình không nghĩ rằng một con điện thoại có thể làm tốt đến như vậy, và đó là chiếc ảnh chụp ra bằng con Google Pixel 6 Pro và không qua chỉnh sửa bất kỳ một cái app nào cả. Ngay trong điện thoại này thì công nghệ AI đã can thiệp vào, làm cho ảnh tái tạo cực tốt luôn, và bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nó ngay ở trên ảnh chụp ở trong phần video này, trong phần hình ảnh ở trong điện thoại. Về khả năng quay video thì con điện thoại này vừa quay được 4K 60fps, vừa quay được 1080p 60fps, nhưng mà mình khuyên là các bạn chỉ nên quay là 1080p 60fps thì video nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ đỡ tới dung lượng hơn và dễ dàng chỉnh sửa nó hơn. Nhưng mà một điều mình muốn chia sẻ đó chính là bạn không nên zoom ở trong khi quay video trên con điện thoại này. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn chụp ảnh á, thì các bạn zoom được là 10x, zoom 12x ảnh cho ra vẫn đẹp, nhưng mà khi các bạn quay video các bạn chỉ zoom được khoảng tầm là 4x mà thôi, mà khi zoom lên á thì nó bị vỡ đi rất là nhiều và ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Bạn chỉ nên zoom là khoảng tầm là 1.5x cho đến là 2x là cùng rồi, là quá lắm rồi đó. Và đó chính là những điều mình muốn chia sẻ ở trong khả năng quay video ở trên con điện thoại này. Và về cam trước, về cam sau thực sự ấn tượng bởi vì màu sắc cho ra đậm đà, tươi tắn, độ chi tiết tốt và dễ dàng cho việc chỉnh sửa nó, bởi vì nó rất là real, nó không có bị chênh lệch quá nhiều về màu sắc so với thực tế. Cho nên là Google Pixel 6 Pro là một lựa chọn mà mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái công cụ hỗ trợ cực kỳ tốt cho bạn nào làm sáng tạo nội dung ở trên những nền tảng mạng xã hội như là YouTube, như là TikTok. Về chế độ góc siêu rộng thì mình thấy rằng màu sắc cho ra không chênh lệch quá nhiều so với thực tế, độ chi tiết vẫn tốt, và đây là một cái tính năng sẽ hỗ trợ tốt cho việc mà chụp ảnh cùng với gia đình, bạn bè, background nó rộng lớn hơn, chụp nhiều chi tiết hơn và chụp được nhiều nhân vật hơn. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ một yếu tố, đó chính là khả năng chụp ảnh selfie ở trên con điện thoại này thì sẽ can thiệp quá nhiều công nghệ AI vào bên trong. Nó sẽ làm cho màu da sẽ được tái tạo hơi bị ảo một chút xíu. Cá nhân mình cho rằng AI làm cho ảnh chụp bằng cam sau thật sự rất là tốt, bởi vì màu sắc cho ra về độ chi tiết nó mang lại, nhưng mà ở cam trước thì nó sẽ làm cho chênh lệch hơi bị nhiều so với thực tế một chút xíu. Cho nên là bạn nên cân nhắc trước khi chụp ảnh selfie ở trên con điện thoại này, bạn nên tắt đi những cái tính năng làm đẹp ở trên con điện thoại và chụp ảnh nó chi tiết hơn, chạm vào lấy nét một chút xíu, và bạn phải chỉnh sửa nó một chút xíu khi các bạn chụp ảnh selfie ở trên con Google Pixel 6 Pro này. Còn một điều nữa mình muốn chia sẻ trước khi mình kết thúc video này, đó chính là khả năng chụp ảnh chân dung và khả năng lấy nét ở trên con Google Pixel 6 Pro này thực sự quá là tốt luôn. Mình không nghĩ rằng một con điện thoại này lại có thể quay chụp tốt đến như vậy, vì trước đây mình nghĩ rằng những con điện thoại quay chụp tốt như là Sony nè, như là iPhone nè sẽ làm cho cái hậu cảnh được xóa mờ đi một chút xíu và phần chủ thể sẽ làm nét hơn, nó sẽ làm ảnh chụp ra video quay tốt hơn. Nhưng mà khi mình sử dụng con Google Pixel 6 Pro này, mình nghĩ rằng mình nên thêm một mục nữa và điền tên Google Pixel 6 Pro, bởi vì ngay ở chế độ chụp tự động thì cái phần xóa background lại làm nhẹ nhàng đi và làm dịu đi rất là nhiều, làm cho nổi bật phần chủ thể và xóa nhẹ nhàng phần background không cần thiết với nhiều chi tiết thừa như là tán cây. Và một điều nữa đó chính là khi bạn chụp ảnh chân dung trên con điện thoại này, nó sẽ xóa đi đậm đà hơn và nhìn nó như là bạn đang chụp ảnh bằng con điện thoại, bạn đang chụp ảnh bằng một con camera, bằng con máy ảnh, chứ không phải là một con điện thoại được tích hợp ống kính lên như thế này. Và đó là toàn bộ những chia sẻ của mình về con điện thoại Google Pixel 6 Pro. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng chúng ta có nên xuống tiền cho nó hay là không thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nha. Mình là Trương Anh, đây là Viettablet. Cảm ơn các bạn đã xem video này và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.